Này, Võ Tổ Hùng Vương lấy xe điện đi phượt các bạn. Xe này về độ thêm ba ga rồi nhìn giống như cái xe của Ý quýt ba. Lần đầu tiên chạy xe điện nha các bạn, thấy nó nhiều cái nó bỡ ngỡ. Xe này là phải có bằng lái nha, xe này không có lớn, không có lớn là chạy phải có bằng lái. Lần đầu tiên đi phượt bằng xe điện. Xe này chạy phân khối lớn nha, tốc độ nó cũng phải 70 km trên giờ, giật dữ ha. Này không quen tay ga là nó giống như xe tay ga các bạn, chạy dữ. Họ nó giật còn hơn tay ga nữa. Nó giọt còn hơn xe Attila nữa các bạn. Ôi. Mẹ che mà hàng dữ vậy, hàng cứng như vậy. Nên em dỗ nhậu phải tiếng nhậu được chưa? Nên em dỗ nhậu ông tiếng nhậu được chưa? Đợi nay đám giỗ rồi, đám giỗ rồi nữa. Bữa nay nghe giỗ vô hồn thì cũng đám giỗ vậy. Thôi tôi lấy xe tôi đi phượt VinFast. VinFast điện chứ VinFast làm gì có xăng. Không sạc đầy bình rồi, ghé sạc đầy bình rồi ghé nhà nghỉ sạc tiếp. Tôi chạy 70 cây số giờ mà anh ơi. Bảy chục cây số trên giờ. Chưa tới nhà mình. Chạy thiệt chứ, tháng kéo trước thì sợ thiệt té.
tháng sau thì nó cái ga nó nhạy quá. Cái ga nó ngắn. Nhiều quá mình cũng không có chạy nhanh được. Tính ra chạy đã hơn ở Tây Lạc nữa các bạn. Còn dữ lắm. Dầm thật đó các bạn, còn dấp á. Thật là ngay cái miếng nổi á, cái đó là gọi là dầm thật, miếng nổi của người dấp. Điện xong này nó ăn thông rồi tới đây luôn. Rồi tới đây là thấy sông bự nè các bạn, thông qua sông Dầm Thật. Đó. Ồ, câu gì ta? Cá chê hay cá gì đại ca? Cá chê đúng rồi. Cá chê không hả? Cá chê mà nó mang. Sông này là cá chê là vô địch á, con 3-4 kg không á. Mà nó không ăn hả? Chê dữ lắm mà nó không ăn. Cho thấy mấy ông kia câu dữ lắm mà cá thùng cá thùng. Nhầm con nước hay sao ha? Câu giải trí hả? Buồn buồn câu chơi vậy. Ừ. Câu này đỡ tốn tiền vé ha. Ở gần đây không? Ở gần. Nghe tôi nghe chợ nè, đi hết kinh đi ra tới chợ. Nó chơi giờ nó lì lắm. Ở trước nhà tôi tụi nó câu con 3-4 kg 1 kg cũng xong này đi vô nè. Đó, câu nha đi nha. Nắng quá chạy vòng vòng chăng. Thank you.
mất nghe nói là 100 cây số. Gì gặp ông Năm cái ngón ngói lơ à, kỳ cục không? Ông Năm nè. À, ông Năm nè, cứ gặp ông Năm cái vậy á. Nghỉ chơi. Nghỉ. Nghỉ chơi hấu ra. À. Nắng quá đi gì nổi. Tính lấy xe điện đi Mỹ Tho nè. Đi giữa đường hết điện. Đâu, nó chạy 100 cây, Mỹ Tho có 70 cây à. Rồi mình vô nhà nghỉ mình sạc sáng về. Không này sạc điện thường mà. Điện nhà mình đó hả? Ờ nó có cái cục chạy được mấy cây mấy km là mà xa như là đâu biết con năm. Mạnh nhất. 200 cây không? Đâu, chạy mạnh nhất á hả? Là 70 cây trên giờ. Còn chạy xa hết bình á là một lần sạc là chạy được 100 cây. Ừ.
bao nhiêu km thôi, chứ cái pin mà còn lại là nó chỉ để phần trăm thôi. Giờ nhiệt độ là 35 độ C. Chạy nó còn báo chạy được bao nhiêu km là hết xăng. Xăng á, nhất là nó giọt, nhất là nó giọt. Nhưng mà mình đi thời gian thì nó quen, đi nãy giờ cũng quen quen rồi.
mất sức lắm. Rồi đi thì khám phá mà nắng quá có gì đâu khám phá nữa. Mùa mưa vậy mà nó dễ thôi các bạn, mình mưa mình mặc áo mưa nhưng mà nó mát. Số quen rồi, xe ga quen rồi, xe điện lần đầu chạy phải nói là rất khó. Cái ga nó không có được nghiễm. Đây, nhà nó ngay đầu ổ đây. Giờ chạy không nghe tiếng máy. Lễ nghỉ hả Phương? Không có tụ họp gì hết trơn à? Chưa điện. Trời ơi, người ta phong cách bích ba mà. Này gắn thêm. Nó đâu có. Hành trình đi xe điện mà không dám đi xa.